À, mọi người, đây là cái xe của các cầu thủ Viettel đến thi đấu. Các cầu thủ ở ban huấn luyện của Viettel đang Viettel là chủ nhà đấu với Hà Nội là chủ nhà. Viettel bây giờ hôm nay lại là cách Viettel có lợi thế rất lớn à. Văn Quyết và Văn Hậu nghỉ. Đức Chiến. Bùi Tiến Dũng. Cháu. Đây chú gì? Chú đây. Bạn này. Hôm nay chú cháu có vào xem không? Cháu có. Cháu thử dự đoán cho chú kết quả hôm nay. Cháu từ Hà Nội cũng là fan của đội bóng Hải Phòng nên cháu dự đoán Viettel giành chiến thắng 1-0. Muốn cho Hải Phòng. Nếu mà Viettel mà chiến thắng thì Hải Phòng sẽ vượt lên một điểm đúng không? Đấy. Rồi cảm ơn cháu. Chuẩn bị vào. Chào cháu. Cháu có thể dự đoán hôm nay kết quả đồ số cổ động viên trống. Đây là cổ động viên của Viettel FC. Giống năn. Cửa tập kết của cổ động viên Viettel. Đây là xe của câu lạc bộ Hà Nội FC. Trước giờ thi đấu. Xe cảnh sát. Xe của truyền hình VTV. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
toàn bộ quang cảnh trước trận đấu. Đang chuẩn bị đi vào. Đông cổ viên đang đi vào. Đang xếp hàng đi vào. Xếp hàng đông. Xin chào. Đây rất là nhiều. Nhiều. Bọn em là dự án gì mà sao nhiều bạn này? À bóng đá. Hôm qua anh còn tiếp xúc gặp một trọng tài người Thái Lan. Có phải đúng không? Dậy ở dưới Hoàng Mai đúng không? Chưa dự án bóng đá trẻ em. Em có hâm mộ đội nào? Em đi cổ vũ cho đội Hà Nội. À, để em có thể dự đoán được kết quả. 3-0. Nhà Hà Nội hôm nay lại thiếu vắng Văn Quyết và Văn Hậu. Thế nên là có thể là đội hình nó cũng không được toàn diện lắm. Thế nên là có thể thế trận hai đội. Đây. À, xin chào bạn, bạn nào có thể ở bên đài truyền hình nào? Thế em có thể dự đoán kết quả hôm nay không? Em dự đoán hôm nay thì đội Hà Nội sẽ thắng với tỷ số là 3-1. 3-1 à? 3-1 cho Hà Nội. Nhưng em cũng biết là hôm nay là đội Hà Nội hôm nay là bị sứt mẻ lực lượng, gồm có đội trưởng Văn Quyết và cầu thủ Văn Hậu cũng nghỉ thi đấu đúng không? Thì có thể thế trận nó cũng tương đối là cân bằng. Em nghĩ là nếu mà Hà Nội phong tỏa được cầu thủ Hoàng Đức tiếp theo thì là Jovenly nữa đúng không? Đấy, những cầu thủ rất là nguy hiểm. Rất là cao. Rồi. Thế có hôm nay mình thôi cứ ủng hộ đội chủ nhà hơn đúng không? Ủng hộ FC Hà Nội. Rồi. Hà Nội chiến thắng. Rồi, chào em. Đây là một các bạn ở dự án bóng đá học đường gồm các trẻ em đây. Đấy. Nào hai thì quay hai. Nào đấy. Các bạn toàn các bạn trẻ coi nha. Đây. Dự án bóng đá trẻ em. Thank you.
không khí tấp nập. Các cổ động viên đang vào cổ động viên Hà Nội. Đó, xin chào. Các bạn đi chùa khác. Đây là. Đây là. Không khí sôi nổi một cổ động viên của câu lạc bộ Hà Nội FC. Em hôm nay có thể dự đoán kết quả hôm nay đội nào? Hà Nội hôm nay thắng 3-1 anh ạ. 3-1 rồi. Thế là em có biết tình hình Hà Nội hôm nay là thiếu vắng hai cầu thủ chủ chốt không? Văn Quyết và Văn Hậu. Em biết là em thấy là Văn Quyết là một chấn thương rồi mà. Còn Văn Hậu thì đang chấn thương thôi. Đây. Đấy là một chấn thương. Cảm ơn nhá. Đây các cổ động viên này. Trước trận đấu Hà Nội FC và Viettel FC đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã theo dõi, mọi người ủng hộ cách bấm đăng ký kênh và bấm like. Xin chào và hẹn mọi người các video tiếp theo.